luôn. 3 giờ sáng em đứng dậy không cần một ai đỡ hết, đi thẳng một phát em luôn. Em đứng và em đi thẳng mà coi như máu nó tuôn luôn. Em bất chấp 15 phút đồng hồ từ cái chỗ em mà đi tới hai cái hành lang nữa mới tới được cái phòng đó, là em nhìn con từ xa em cũng không được đụng con luôn. Tại vì bé nhà em nằm vô cái phòng đặc biệt, rồi lại nằm trong cái phòng đặc biệt của cái phòng đặc biệt đó nữa, là chỉ còn một mình nó trong đó thôi đó. Dạy một cái là em tuân theo. Tới cái lúc đó chồng em thì dĩ nhiên phải chăn hoa rồi. Cái lần cuối cùng á là chồng em dẫn một người vô trong phòng của vợ chồng em ngủ luôn. Tới lúc đó là trái tim em nó tan. Em phải chạy như vậy. Thì xong mà em cũng không biết là em có thai luôn. Sau đó là em thèm trứng ngải cứu. Hồi đó là không có biết cái món đó, tại gái Sài Gòn là không có biết. Xong rồi ra Hà Nội làm dâu thì ngày nào cái cô gánh cũng gánh qua hết. Rồi xong rồi ăn rồi giả thèm mà kiểu ăn ngày nào cũng ăn mà đâu có biết là mình ngán đâu. Cái ngải cứu là sau này em mới biết là nó là cái món mà gây cho bị sảy thai á chị. Mà em không biết, em ăn mỗi ngày. Mà hên trộm vía là bé nhà em lại không sao. Cái lúc mà em 3-4 tháng em thấy em tắc kỳ đó, rồi em mới thử, rồi em biết là mình có. Rồi em mới nói với chồng em lúc đó 4 tháng rồi: anh ơi, vậy giờ có thì sao? Thì chồng em nói: ủa, bây giờ ăn còn đang xin ba mẹ tiền để ăn, bây giờ đẻ rồi đẻ ra rồi lấy gì mà ăn. Thì thôi phải chịu thôi, chứ bây giờ mình cưới rồi đâu có thể nào mà phá cái đứa bé được. Vậy thôi, bây giờ chuẩn bị làm bố mẹ trẻ, làm bố mẹ con nít á. Ở ngoài Hà Nội người ta hay nói về mẹ trẻ con á. Chị cũng tiếp xúc nhiều bà mẹ bỉm sữa rồi đó. Nhưng mà cái lý do hoảng hốt khi mà vợ mang thai chỉ vì là không biết bỏ gì cho nó ăn là chị mới nghe lần đầu luôn. Thì hai đứa lúc đầu không có tiền, rồi cũng phải dựa vô gia đình. Nhờ thằng cu của em thì tự nhiên em lại bén duyên với cái nghề bán hàng đồ em bé. Chuyện gì tới thì nó cũng tới thôi. Em từ từ em thoát khỏi, không có bị phụ thuộc vô cái tài chính của bố mẹ chồng hay bố mẹ của mình nữa. 5-6 tháng mà vòng eo em vẫn nhỏ xíu à. Lúc đó em bị kiết lỵ, tại vì kiểu người ở Sài Gòn mà hay ở Hà Nội là hay bị cái đó lắm chị. Tại kiểu ăn đồ ăn không biết sao nữa hay bị. Do thời tiết nữa, chị nghĩ là vậy. Dạ, mà không có uống thuốc được, là bắt buộc là phải vô nước biển. Tại vì lúc đó mình mang thai mình không có uống được cái gì hết. Bác sĩ nói: trời, có này cách thiệt là có thai không? Bây giờ đi thử liền giùm tôi đi. Tại vì 5 tháng mấy rồi mà eo vẫn nhỏ xíu, mà cái bụng nằm xuống không thấy em bé gì hết. Dạ, em lúc đó thì chưa có lên cân. Nhưng mà tới cái tháng thứ 8, tháng thứ 9 á thì em lên 18kg luôn. Thì lúc đó cái bụng của em nó bị rạn. Mà em không biết nó rạn ở phần dưới trước mà mình đâu có thấy đâu. Dạ, mình không có thấy. Rồi nó rạn từ từ, nó rạn há nát hết. Mà trước đó em bôi rất là nhiều thứ mà nó vẫn rạn. Em nói cho chị nghe, bây giờ em mới giải tỏa được tâm lý của em nè chị ơi. Thật ra là em mà có bầu á, em quay tới tháng thứ 7 luôn. Là tại vì sao? Bụng em rất là nhỏ và em cũng không có bị tăng cân nhiều. Cho nên là hai cái tháng cuối là em lên rất là nhiều. Là lên giống bạn này nè, em lên một phát 20kg vậy, thấy không? Rồi sao nữa? Mình kể tiếp nè. Thì tại em là gái Sài Gòn mà em ra Hà Nội làm dâu, mà cách đây 10 năm á, là cái chuyện đó là rất là lớn. Tại vì thường không có ai mà vậy á, thường là nam tiếng không có bắc tiếng. Em không biết làm chuyện nhà nè, em không biết làm gì hết trơn. Hồi tại vì lúc ở nhà ba mẹ cũng thương á, xong rồi ra ngoài đó rồi chỉ có lúc mà bầu quá thì chỉ có ăn với ngủ, ăn với ngủ. Rồi cũng thấy nói chung là mình quá là bánh bèo vô dụng luôn, mà lúc đó mình không có nhận ra. Tại vì thật ra là cũng là con nít á chị. Họ chưa có mường tượng được cái lên mạng web trẻ thơ, lúc đó là chỉ có web trẻ thơ thôi, không có Facebook. Thì người ta mới nói là bây giờ uống nước dứa đi, uống nước dứa mà 2 lít thôi là đẻ liền. Thì em về em uống, em quất 2 lít bữa đó. Thì tối hôm đó lúc đó 10 giờ rồi, em mới nói mẹ chồng: mẹ ơi, con thèm ăn ốc quá. Thì em mới ăn bữa ốc đó tới 11 giờ rưỡi luôn, là em sắp xếp đồ cầm cái làng vô cho bệnh viện là 7 giờ sáng đẻ luôn. Mà bị cái là em bị cơn co cùng tính. Nó có cái cơn co nhưng mà nó lại không có nở. Thì cái này rất là hiếm người gặp, liền ngay lập tức lúc đó là phải quyết định mổ luôn. Thì em mới nói dạ vậy thôi, quyết định mổ đi, sợ bé bị làm sao. Tại vì chờ cái thời gian đẻ 7 tiếng em cũng mệt mà con cũng mệt nữa. Thì 7 giờ sáng là em mổ bé ra. Trời, vậy sao tôi nghĩ lại sao tôi gan quá vậy trời, tôi vô tư lắm. Em đau tới gần 40 tiếng lận mà em vẫn để. Bác cũng nói là giờ sao, giờ mổ hay đẻ? Đẻ bác sĩ, đừng mổ có thèo xấu. Mà rặn là cũng phải 15 phút lận, nó lì lắm, nó tới 4kg lận. Dạ, nó giống mẹ đó em ạ. Nhưng mà đẻ thường là tốt nhất đó chị. Không, lúc đó em không biết. Cái lúc mà bé đẻ ra thì gia đình chồng em có đi ăn đám cưới, và lúc đó là rất là đông người. Thì sẵn tiện tự nhiên kéo vô để thăm bé luôn. Thì hết người này ẩm tới người kia hôn mất. Thì chưa được 48 tiếng bé nhà em bị sốt. Dạ, sốt rất cao 40 độ luôn.
Thì lúc đó em mới ẵm con cho bú được có 2 lần thôi à. Trong cái thời gian 48 giờ đó bác sĩ kêu em đứng dậy tập đi đi. Em không tập đi được, em xỉu tới xỉu lui, đứng lên là em xỉu. Mà cái đêm đó em nhớ hoài là bé nhà em bị vô trong phòng cấp cứu đặc biệt á, là em đứng dậy luôn. 3 giờ sáng em đứng dậy không cần một ai đỡ hết. Đi thẳng một phát em luôn. Em đứng và em đi thẳng mà coi như máu nó tuôn luôn. Em bất chấp 15 phút đồng hồ từ cái chỗ em mà đi tới hai cái hành lang nữa mới tới được cái phòng đó. Là em nhìn con từ xa em cũng không được đụng con luôn. Tại vì bé nhà em nằm vô cái phòng đặc biệt, rồi lại nằm trong cái phòng đặc biệt của cái phòng đặc biệt đó nữa, là chỉ còn một mình nó trong đó thôi. Đứa bé nó nhỏ xíu mà nó dây nhợ chằng chịt á chị. Tại vì cái lúc đó đó là vừa sốt mà lại còn vừa bú máu của em mà em không biết. Ngực của người phụ nữ là kiểu nếu mà là thiếu nữ á chị thì sẽ không có cái đầu ti nó không có trồi ra. Em phải đi vật lý trị liệu. Nhưng mà trước đó thì em không biết thì cứ cho con bú, bác sĩ nó cứ cho bé bú đi. Thì em cũng cho bé bú thôi thì bé cắn bé bú cái máu của em luôn. Máu với sữa hòa tan luôn mà em không có biết. Mà cái lúc em đi thẳng đến để kiếm con mà máu đổ vậy rồi mọi người đâu? Dạ lúc đó 3 giờ sáng thì bệnh viện rất là ít người trực. Dạ. Người nhà? Chồng em lúc đó ngủ chỏng vó luôn. Thì đến lúc mà mắc tiểu quá hay gì đó đứng dậy không thấy vợ thì mới đi tìm. Em thì lúc đó ôm chồng, hai đứa cùng khóc. Bây giờ không biết làm sao hết. Vừa không có tiền, đẻ cũng phải là mẹ chồng cho. Bây giờ con nằm bệnh viện rồi, con nằm bệnh viện cái số tiền đó rồi lại phải sinh nữa. Thương con này mà vừa không có kinh tế này. Nó nhiều thứ nó ập lại hơn hai vợ chồng mà lúc đó hai đứa còn quá nhỏ. Quý vị ơi, qua cái câu chuyện này thì Lan muốn nhắc nhở mọi người một điều là chúng ta đừng hung em bé. Mọi người cứ thấy em bé đáng yêu quá rồi, nhất là văn hóa của người Việt Nam á, chúng ta rất là hay hung trẻ con. Nhất là trong cơ thể của chúng ta có thuốc lá nè, có rượu, có bia nè. Nó là những cái rất là nguy hiểm cho em bé, kể cả em bé lớn 3-4 tuổi thì chúng ta cũng không được quyền hung như vậy. Rồi, hết bức xúc rồi. Đó, em lúc đó em bức xúc lắm mà em không dám nói. Tại vì dù sao mình cũng đang ở dâu mà mình ở xa nhà mình nữa mà mình đâu thể nào mà mình trách. Bao lâu con mới ra khỏi phòng đặc biệt? Dạ 10 ngày. Dạ là bé F còn phải xúc ruột nữa. Lúc mà xúc ra là máu. Trời. Cái cục máu của nó cứ nằm ở trong cái đường ruột đó chị, mà nó quện với sữa. Trời ơi, lúc mà hút ra em đau lòng. Mình nghĩ là trời ơi, sao mình sống mình đâu có làm hại ai đâu, sao tại sao lại hại con mình như vậy, kiểu làm như vậy. Mình rất là đau lòng. 7 ngày sau á em được ẵm con. Trời ơi, sau 7 ngày trời em mới được ẵm con em, trong lòng em rất là mừng, rất là vui. 10 ngày sau á mới chính thức là ẵm con được về nhà. Thì lúc đó là em bấm cửa luôn, em để con trong phòng, em không có muốn cho ai đụng vô. Nãy giờ nhiều lần nói em còn nhỏ lắm em không biết, nhưng thực ra em thấy em rất làm biết mẹ đó. Cái tình làm mẹ của em dành cho con là nó rất là người lớn chứ nó đâu có nhỏ lắm đâu. Mình từ một người mà không biết cái gì hết như một đứa con nít vậy đó, mà đẻ cái đứa con ra tự động biết là mình phải làm mình gì. Trưởng thành lên. Dạ đúng. Hai đứa thì thành công quá sớm. Ông xã em được 22 tuổi thôi á là đã là giám đốc rồi. Rồi có ô tô, hai đứa mua ô tô luôn, không cần dựa vô cha mẹ nữa. Mình á thì ôm con lúc nào cũng hôi rình à. Mặc đồ thì xấu, em nhớ lúc đó cái quần Alibaba mà ở trong chợ Sài Gòn bán á, em mua 20 cái. Em đem ra Hà Nội em mặc cho nó thoải mái, cho nó chăm coi cho nó dễ hơn. Lúc nào hơi sữa thì cũng xòa. Dạ sữa thì cũng chảy hết đó. Mà cái mùi đó thì nó rất là đúng nặng rồi. Cái mùi sữa chảy vô áo là nó nặng lắm. Nhờ mà trước đó thì kiểu mình cũng xinh xắn chứ không phải xấu xí gì, mà sau khi mà mình đẻ con rồi mình không biết thương mình như vậy, mà cũng do chồng em ghen quá nhiều, không cho em làm gì hết á. Đón taxi cũng không cho em luôn, mà không cho em làm gì hết trơn á, nhốt em ở nhà vậy đó. Dạy một cái là em tuân theo. Tới cái lúc đó chồng em thì dĩ nhiên phải chăn hoa rồi. Cái lần cuối cùng á là chồng em dẫn một người vô trong phòng của vợ chồng em ngủ luôn. Tới lúc đó là trái tim em nó tan nát rồi. Em nhớ lúc đó là bao nhiêu ngày Tết đó em không nhớ, nhưng mà nó ngay cái lúc Tết. Coi như là cái Tết đó là em không ăn không uống gì, em nằm em khóc thôi đó. Đáng lẽ là phụ nữ cũng nên có một cái chính kiến của mình. Đến khi lần em có chính kiến nhất là cái lần em quyết định là ly hôn. Dạ đúng rồi, nhờ như vậy mà em đang 60 cân. Qua cái Tết xong em giảm mất tự nhiên 10 cân luôn. Sau đó rồi thì em quyết định em phải làm lại cuộc đời. Và lúc đó em cũng dại khờ nữa, em lại gặp thêm một người nữa. Trong cái thời gian đó giống như kiểu một cái phao của mình vậy đó. Anh đó thì cũng vừa chia tay với lại bạn gái sắp cưới. Sau đó khoảng 12 tháng quá. Em lại tiếp tục ly hôn thêm một lần nữa. Mà thật sự là em ở với anh đó không có nhiều. Tại vì anh đó cũng ở Mỹ. Thì cái thời gian gặp nhau thật ra cũng không có nhiều mấy. Gọi nếu mà là tình nghĩa vợ chồng thì chắc không có. Nói chết rồi, hai đời chồng, một đứa con. Trời ơi, giờ sao giờ ta.
Nhiều lúc em cũng nghĩ tới là thôi chắc mình xong rồi đó, chắc mình đi đời luôn đi. Nhưng mà rồi em nghĩ lại con của mình, em nghĩ lại mình đang độc lập được tài chính, là mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người phụ nữ ngoài kia rồi. Những cái việc khác liên quan đến con, có khi nào em cảm thấy là mình khó khăn khi mình không phải là đàn ông không? Dạ có chị. Em thì đứa đầu tiên đã là con trai rồi. Cái lúc mà bé 2-3 tuổi, bé có bị hẹp bao quy đầu. Mà lúc đẻ ra bác sĩ có nói với em là bé bị hẹp bao quy đầu, nhưng mà em thì lại không hiểu cái hẹp bao quy đầu là cái gì hết. Ngay từ lúc sinh là đã biết rồi hả? Dạ. Cuộc đời em chỉ tiếp xúc với một mình ông xã em thôi. Em cũng biết cái bộ phận của đàn ông là nó gì hết, không hiểu gì hết. Rồi cái lúc mà nó 3 tuổi mấy á, là em ẵm vô Sài Gòn á, là nó không tè được, nó khóc quá trời luôn. Xong rồi nó bị sưng tấy cái phần. Đúng đó rồi. Em rất là đau lòng và sợ hãi. Hoảng luôn. Dạ hoảng luôn. Em mới ẵm bé vô, lập tức vô trong bệnh viện liền. Thì bác sĩ mới làm một cái tiểu phẫu gọi là tuột cái bao quy đầu ra. Thì bác sĩ mới hỏi là bây giờ có cắt hay là không. Thì thật sự em cũng chẳng hiểu cắt hay là không là cái gì hết. Em mới nói vậy thôi, để em ẵm con về đã rồi em tính. Mà cái lúc đó em đang rất là hận chồng em. Không lẽ giờ gọi điện thoại nói về cái chuyện hẹp bao quy đầu đồ này nọ. Cái em phải đi hỏi anh trai em, anh họ của em. Rất là ngại miệng luôn á. Mà nhà em thì không có phụ nữ, là em bắt buộc em phải hỏi. Tại vì lúc đó em sống với bà ngoại em, là bà cố của con em rồi, mẹ em. Rồi nhà cái cô không có đàn ông. Nhà không có đàn ông, muốn sửa điện hay là muốn sửa ống nước gì cũng phải kêu hàng xóm qua sửa giùm. Em hỏi anh thì anh mới nói là thôi đừng cắt, để đó đi, anh dạy cho tuột, nằm nó qua đi anh dạy cho tuột. Cái lúc đó là em mới biết là cái sự này nó quan trọng rồi. Thì em mới về em tập tuột, mà em dạy mẹ em cách tuột luôn. Rồi em dạy mọi người là để chăm sóc cho nó con, là phải tuột như vậy đó. Sau đó thì bé hết bị, tới bây giờ luôn em không cần phải cắt. Quý vị ơi, chúng ta đã có một người phụ nữ hy sinh cả cái thanh xuân cho mình rồi, sanh con cho mình, thì chúng ta hãy trân trọng. Khi nào chúng ta hết thương rồi thì chúng ta giải thoát cho nhau. Em này em nghĩ rất là thoáng, để cho chúng tôi còn có một cái tương lai khác nữa. Sau cái câu chuyện này nó làm cho em bị u buồn dễ sợ luôn á. Phải nói rằng là không phải ai cũng có những cái trải nghiệm xúc cảm như vậy. Và chị mong rằng với những cái trải nghiệm đó, em có thêm cái hành trang vững vàng trong cuộc đời phía trước, khi mà em đồng hành với một người bạn nhỏ ở bên cạnh em. Vậy thì bây giờ mình có một cái đôi lời nào nhắn gửi đến cái người đàn ông mà là ba của con mình hay không? Em với anh chúng ta hãy văn minh hơn, và em mong là anh sẽ chăm sóc con như những lời mà anh hứa. Anh sẽ dẫn bé qua bên Mỹ và chăm sóc con trong cái thời gian mà nếu mà con trưởng thành rồi và con muốn quyết định là ở với anh. Và em cũng không có hận thù gì anh nữa. Em sẽ cố gắng em vượt qua những cái yếu điểm đó để mà mình có thể vì con của mình. Rất là văn minh và rất là cảm ơn câu chuyện của em ngày hôm nay mang đến đây rất là nhiều cảm xúc. Chương trình có hai phần quà xin được gửi. Cũng nhiều ha. Bây giờ bà cầm làm cái hai bạch lên là mình thấy là mình đi có bầu đúng không? Nhưng mà cảm giác đó nó bị lẫn lộn lắm. Nó lúc vui. Đó, lúc đó slow motion ông em đứng hình 3 giây. Có không? Nó mình ghép dạy luôn thiệt chứ. Đúng rồi. Tại vì mình vừa vui á là mình lần đầu tiên mình có em bé. Mà mình buồn á là nó không nằm trong kế hoạch. Thứ hai là bây giờ một cái dự án phim mình mới ký hợp đồng xong luôn rồi. Một sự hỗn độn nha. Dạ đúng rồi, mình phải làm sao? Cái phim này mình sẽ đóng khóc và cực khổ rất là nhiều, mà quay ở xa nữa, ở quê nữa. Thì cái cảm giác đó là mình đang bị rất là hoang mang. Thì mới gọi cho cô biên kịch của cái phim là cô Châu Thổ, với chị Việt Trinh, mới đầu cũng từ chối. Xong nói sự thật ra dạy cho cô biết thì cô nói là bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, còn có một tuần nữa đi quay thì không một tuần nữa là bấm máy á. Đúng rồi. Wow. Thì không thể nào thay đổi được. Cô với lại chị Việt Trinh có nói một câu là may là chị là đạo diễn nữ, chắc chắn chị sẽ support em những cái gì tốt nhất có thể. Và sẽ giống như là sẽ để ý, rồi sẽ để mà cho em hỗ trợ cho những cái cảnh, hay là để làm sao tốt nhất có thể. Mình có thay đổi kịch bản nhiều không chị? Không, vẫn giữ nguyên những cái pha hành động. Sau khi mà chị đóng được một tháng rồi, cô viết mạnh hơn nữa. Cô cho khóc nhiều hơn. Sự support của cô đó. Sự support của cô quá ý nghĩa. Phim đó hoàn thành 40 tập là 4 tháng rưỡi. Thì cái ngày mình phát hiện ra có em bé là được 1 tháng. Thì có nghĩa là cả một cái chặng đường 5 tháng thời kỳ đầu và giữa nữa. Sau này mình mới biết
Chứ lúc đó là hoàn toàn không biết cái gì mà cũng nghĩ lại là mình quá là, phải nói là hơi liệu, chủ quan. Khi mà cái phim xong á, khoảng 5 tháng á, là bắt đầu từ cái tháng thứ 5 á, là về nhà là chỉ dưỡng cho 4 tháng sau á, là cái thời gian đó là em mới đọc tất cả các sách về bà bầu. Thì Lan có biết, thì lúc đó Lan cũng hỏi, và mình cũng muốn, thực sự khi mình có bầu, mình sanh con ra xong, mình rất là muốn chia sẻ cho những người mà ở phía sau, để cái gì mình đã gặp rồi, cái người ở phía sau đó đừng có gặp phải. Và tự nhiên khi có bầu đẻ con xong, mình rộng lượng hơn. Mình thấy thương, có điểm chung của tất cả mọi người phụ nữ. Dễ chia sẻ ha. Em cũng rất là giống chị Linh. Lùi lúc đó là chuẩn bị bước qua tháng thứ 7. Em mới nghĩ là em mới xong cái phim đó. Nhưng mà khác một cái là tại vì em quay cái phim cũ á, em có bầu em không biết. Nhưng mà khi mà em đã nhận cái phim của anh Mr. Bean á, là lúc đó em đã biết em có bầu rồi. Thì em mới nói là anh ơi, em có bầu hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà em đỡ một cái là anh Bean ảnh thay đổi kịch bản một chút xíu. Thì ảnh thay đổi chút xíu cho nó nhẹ hơn, gấp rút quay để cho em xong vai trước. Chứ càng ngày quay cái bụng nó càng bự. Nhưng mà ngộ lắm chị. Em không biết là nó có một cái điều kỳ diệu gì hay không, nhưng mà với em á nha, khi mà em vừa ốp máy một cái, tức là em ốp vai của em xong là bụng em mới bắt đầu bự. Và dường như là những bạn nhỏ mà con của nghệ nó sĩ nó có những cái tương thông rất là kỳ lạ, rất là hay. Em thấy nó như phép màu vậy. Trong cái lúc mà em chỉ có hai người ở trong đoàn phim biết em có bầu, 4 tháng rồi mà tất cả bạn diễn chung quanh đều không biết. Không biết. Và cả đoàn phim luôn đều không biết. Em thì cả làng đều biết. Lúc mà thực hiện cái cảnh mạo hiểm thì phải vô bệnh viện 2 lần. Nhảy xuống xong một cái nó bị ra máu. Trời ơi, em ơi, vậy em vẫn thực hiện cái cảnh nhảy xuống sông mà. Em nhớ lại em vẫn thấy rất là sợ luôn. Thì xong cái khi đó nhảy xuống sông mà hai cái ghe đập vô nhau á, xong rồi mình bay ra. Mà lúc đó là 4 tháng. Đau bụng xong cái mình nhập mới thấy viện. Mình mới thấy bị ra máu. Xong cái nhập viện xong rồi bác sĩ mới nói là bị động, bị đọa, đúng rồi, đọa sảy thai. Em nhớ hoài cái đọa sảy thai. Cái bác sĩ mới nói là ít nhất là 10 ngày không có đi lại và không làm nặng, không xách nặng và không với, không gì hết. Mà lúc đó là đang bối cảnh chính. Thì không thể nào mà ấy được, cái chỉ cầu nguyện. Nhưng mà cũng may mắn là em rể là bác sĩ về phụ sản, về khoa sản, cho uống thuốc rất là nhiều, uống thuốc để cho nó được hết tụt á, nó trợ dữ á. Kiểu như Lan nói á, những người con của mình làm trong nghề này á, nó có một cái sự gì đó nó khác biệt, nó có cái sự liên kết ngộ đó. Nó mạnh mẽ. Dạ đúng. Nó biết nghe. Dạ, như nghe đúng rồi đó chị. Theo em được biết á, thì chị Linh là một đứa con gọi là con cưng của gia đình. Ông bà ngoại rất là cưng, ông bà ngoại của Will á, rất là cưng. Thì khi mà thấy con gái của mình như vậy á, phải hy sinh vì cái công việc, bất chấp cái sự nguy hiểm, thì ông bà ngoại có phản ứng gì không chị? Thực ra ba mẹ chị họ là lúc mà chị có bầu thì chắc trong giới cũng không ai biết luôn, chứ không phải riêng em thì cũng không biết chị có bầu. Đúng rồi, tới hồi chị đi họp báo em mới biết á. Thì ba mẹ chị cũng như vậy đó. Cho tới tháng thứ 7 mẹ chị, cho tới nói chung là họp báo xong. Họp báo xong mẹ chị mới là người bắt điện thoại lên, tại vì báo chí biết rồi mẹ mới biết. Mẹ chị khóc rất là nhiều. Xong mới nói, ủa tại sao con gái mẹ có bầu mà mẹ là cái người sau cùng biết. Thì cái lúc đó nó cũng có nhiều cái vấn đề, tại vì mình cũng có thai, không có kế hoạch. Mình cũng biết sao nữa, lúc đó giấu hết luôn. Giấu hết không cho ai biết. Em có nghĩ là bởi vì lúc đó em quá lo lắng không? Em cũng lo lắng là cái thứ sau này mình thấy mình thiệt thòi á. Tại vì khi mà mình có đứa con á, lúc nào mình cũng muốn tất cả mọi người đều chào đón. Hay là mình báo một cái tin mừng đó cho mọi người, trời mình có con rồi. Mà đứa con đầu lòng của mình nó lại rơi vô cái trường hợp như vậy. Lúc chị chưa có đám cưới mà có em bé. Thì đó cho nên mình bị áp lực, chị giấu. Tại vì phải đợi đám cưới xong rồi mới có em bé. Thường là bố mẹ nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì mình không biết là ba mẹ mình sẽ tiếp nhận cái thông tin như này thế như thế nào, nên thôi lúc đó tốt nhất là giấu luôn, im lặng đó. Chứ chúng ta không thường im lặng vậy đó quý vị. Nhưng mà hay nghĩ chắc A, B, C, D, chắc cái gì mà chắc. Nếu như mà biết thì chắc chắn là ba mẹ cỡ nào cũng bắt ở nhà, không bao giờ cho đi quay phim. Mà cái tật mấy chị em mình mà đã lỡ ký cái gì hay lỡ hứa cái gì trong nghề rồi, thiệt dù có chuyện gì mình cũng ráng hoàn thành. Cái này á, thì cũng xin nói chút xíu, đó là cái niềm đam mê của người nghệ sĩ. Lúc đó là chị Linh ở bên Mỹ, và chị Linh đã bỏ cả một cái sự nghiệp ở bên Mỹ, và chị Linh
quay về Việt Nam để chị Linh thực hiện cái niềm đam mê của mình, cái ước mơ của mình, thì Lan thấy là không có cái gì khó giải thích cho cái việc là biết là mình có bầu rồi nhưng chị vẫn cố gắng hoàn thành xong cái vai diễn và cái trách nhiệm về cái lời hứa của mình dành cho đoàn phim. Chị nghĩ là bên cạnh đam mê, cái thứ hai mà Lan nói rất quan trọng và nghề nào cũng vậy, đó là cái trách nhiệm và cái chữ tín của mình á với những cái người cùng thực hiện công việc với mình. Nhưng đúng mà những người trong cuộc mới cảm hỗ trợ em rất là nhiều, tại vì cái giai đoạn này nó quá nhiều biến cố, nó quá nhiều cái mình không có dành được một cái sự chuẩn bị chu đáo. Thì con trai dù sao thì nó cũng có một cái sự mạnh mẽ để nó đối đầu, hay là lỡ mà mình khóc nhiều quá, mình đẻ con mình ra cái gương mặt nó không được tươi. Tại vì mình cứ nghe ông bà mình nói có bầu là phải vui vẻ để con đẻ ra tươi. Thì con trai nó có buồn tí xíu nhưng mà mình ráng nuôi dạy cho nó có tài có đức là thấy được rồi. Con trai thì miễn sao nó có tài có đức. Chat với mẹ bỉm sữa, tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961 076. Còn một cái vấn đề nữa mà em rất là muốn hỏi chị và cũng muốn là mong muốn là có cái sự chia sẻ của chị đến với khán giả. Đó là cái quá trình mà cái thời gian mà chị mang thai á, thì chị phải đối diện với rất là nhiều cái lời thị phi từ bên ngoài. Cho nên là lúc đó là em nghĩ là tâm lý của một người phụ nữ khi mà mang thai là họ đã bất ổn rồi, đúng họ thay đổi rất nhiều. Thì làm sao mà chị có thể vượt qua được và chị đối diện với nó được? Lúc đó đúng là mình bị rất là nhiều những cái thị phi hay là những cái tác động tâm lý của mình nó không có được thoải mái cho lắm. Nội mà trong áp lực trong tâm lý trong gia đình thôi, trong tất cả mọi người ở dưới quê thì thường người ta thấy không có đám cưới, đàm tiếu sẽ rất nhiều, là ba mẹ mình cũng đã không hài lòng rồi. Rồi mọi người sẽ nhìn vô mình cũng sẽ cảm thấy mình cũng có một cái gì đó nó sai sai. May mà có công việc đóng phim thì cái ngày tháng nó trôi qua nhanh. Lúc đó khóc nhiều lắm, khóc rất là nhiều. Mỗi lần đọc cái gì không có hay về mình, mỗi lần người ta nói cái gì không tốt, và đặc biệt tâm lý của người phụ nữ lúc đó nó nhạy cảm vô cùng luôn. Thì đó là cái nghĩ cái tâm lý đó mà mình dễ khóc lắm. Cứ đụng không có gì là khóc. Nhiều khi không đụng gì cũng khóc nè em. Em chỉ được thực sự vui vẻ và không nghĩ tới cái gì hết là từ khi sau khi mà cái chuyện mình thông báo cho mọi người biết, tất cả mọi người biết, rất là thoải mái vô cùng. Lúc đó gia đình mình cũng biết luôn. Cái lúc đó cái tâm thế của mình khác. Đúng rồi. Rồi xong là từ cái tháng thứ 6 trở đi, ba tháng về sau là mập rất nhanh, ăn rất nhiều. Tức là chị tăng cân nhiều. Chị tăng 25kg. Chị đừng la em nha. Chị nghe ai tăng cân chị vui lắm. Chị đừng la em nha, em có 20kg à. Ủa em 20kg à? Em 20kg. Chị 25kg. Bây giờ mình đã xong cái giai đoạn gọi là bầu bí rồi. Bây giờ mình chuyển qua tới cái giai đoạn là mình đi đẻ. Đi đẻ đúng không? Đúng rồi. Có sự trùng hợp là cái ngày dự sinh của Will là ngay ngày sinh nhật của chị. Wow. Đó là mình nói cũng khấp khởi lắm nè. Đúng rồi, vui lắm. Nhưng mà cái mẹ nói vậy nè, con đầu lòng lúc nào nó cũng sinh sớm, không bao giờ nó đúng hết á. Mình luôn luôn muốn sinh thường, không bao giờ muốn sinh mổ và đăng ký sinh thường. Rồi tập squat nhiều vô, tập yoga nhiều, thiệt là nhiều vô. Hít thở, đẻ, chuẩn bị tinh thần mà. Cái cho tới ngày 12 là ngày mai là sinh nhật mình rồi. Ủa sao nó không có một cái dấu hiệu gì hết. Rất là bình thường. Tới ngày sinh nhật luôn rồi. Tỉnh queo luôn. Cũng chưa có sạch nữa. Tới ngày 14 cũng chưa có sạch nữa. Nhưng mà đêm ngày 14 bắt đầu bị trúng thật. Mình đau bụng bị trúng thật. Mà mình tưởng là mình đau bụng đẻ. Xong đầu cái là cái tới đó bác sĩ kêu là cái do mình bị trúng thật á, mình đi nhiều quá suốt một đêm thì khám cái nước ối trong đó thì nó bị khô. Bây giờ phải ký giấy gấp đi mổ lấy bé ra, chứ nếu không lấy ra là bị khô ối rồi và tăng động mạch rốn rồi, máu nó không qua bên não nữa, là rất là nguy hiểm. Trời ơi, lúc đó khóc như mưa, không biết giống như bị cái gì vậy đó. Tại vì cái tâm lý của mình đã mặc định là mình sinh thường rồi mà mình chuẩn bị cái sức khỏe nhưng mà rất tốt nữa, chứ lại mình chưa có đọc tài liệu về sinh mổ, mình không biết là sinh mổ xong mình phải dưỡng như thế nào, và phải gì. Mình toàn là đọc tất cả là về sinh thường không à. Bây giờ là đi lên bàn mổ luôn rồi, bây giờ đọc kiến thức ở đâu nữa. Trời ơi, lúc đó khóc quá trời khóc. Bác sĩ hỏi chứ trời ơi, đi sinh mổ thôi mà làm gì khóc dữ vậy. Cái giống như là mới nói không có, không chịu, bây giờ bác sĩ cho em uống thuốc dục sanh đi, nói cho nó đau bụng ra đi, cho đẻ vậy đi. Nói không được, cái này không chờ được nữa rồi. Ừ trời, vì em đang nghe lời bác sĩ ạ. Thực ra những cái chỉ báo y khoa họ sẽ nắm rõ hơn chúng ta. Đúng, và đôi khi có những cái sự chần chừ nó rất là nguy hại cho thai nhi luôn. Nhưng mà tới khi sanh ra thì hai cái chân của Will nó bị teo đó. Là
là tại vì nó trễ, nó bị khô một ngày đó. Cái xong á, cái chân nó teo mà nhìn héo nó héo lại, giống tại nó không có nước mà thương quá vậy. Thăm khám là cái chuyện rất là quan trọng trong những cái ngày cuối thai kỳ. Mình cứ nghĩ một ngày mà không có sao, mà lúc đó là cái chuyển biến nhanh, rất là nhanh. Sanh ra xong mình giấu hai cái chân rồi thấy nó rất là tội nó luôn á. Xong không, cái bác sĩ đó mà khóc không, mình nhìn mình khóc. Cái may bác sĩ nói không, cái này cho bú nhiều vô, tại cái này nó do nó bị khô ối á, cái nó không có nuôi, nó không có nước qua cái động mạch rốn á, nó không có đẩy sâu xuống được cái chân. Bắt đầu cái nó cho bú sữa rồi nắng chân nó ra, thì đúng 2 tuần sau là thầy nhìn thấy cái chân nó khác. Trời, chứ mới đầu mình mang dớ cho nó không muốn ai nhìn thấy, như là thấy tội, mình không biết làm sao nữa. À, chị là một trong số người bị dị ứng với lại cái tên tủy sống, tủy sống. Tủy. Thì mình bị như vậy là mình bị đơ người, mình không ngồi dậy được. Bị đơ cái cột sống mình cứng vậy nè, mình nằm vậy nè. Mình ngồi vậy là mình ói ra, mình ngồi vậy là mình ói ra. Nhưng mà mình phải ngồi vậy mình cho con bú. Nên nó trời lúc đó hả? Rồi em phải tập đi nữa. Đấy, khi mà phải đi. Mà chị là 2 ngày là chị bước xuống giường luôn. Cái rồi... bước chân đầu tiên mà xuống giường á, thấy mấy ông trời Linh. Trời ơi, nó đá vô quần, nó đá vô quần. Nó đá vô quần. Em hiểu đau không? Lắm, nó đau lắm. Đúng. Nhưng rồi. Mà ở nhà chị là... nó có đau như là đau đẻ không? Nó không đau theo kiểu đau đẻ, đau kỳ lắm. Cho nên mình sẽ không nói rằng là đứa nào nó đau hơn. Lúc đó nói trời trời, cái kiểu này không được rồi, giống như mình bị nằm bất động vậy luôn. Phải uống thuốc liên tục, liên tục, với uống nước. Trời, uống nước kinh khủng luôn. Uống nước để cho nó tan giải hết cái thuốc đó ra cho mình. Rồi sau đó thì cái quá trình mình chăm con nó như thế nào? Chị chăm hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đúng rồi, còn cực ác nữa. Trời, lúc đó là đó tại sao mà lên 25kg mà xuống nhanh á. Mình quá kỹ tính, mình không muốn ai đụng tới con. Từ cái lao chăm sóc cho con mọi bú thứ luôn. Một tiếng đồng hồ mình cứ dậy. Mà cái vòng mà mới sinh con xong thì em cũng hiểu rồi đó. Cứ nằm nhìn con ngoài, mình đâu có ngủ đâu. Rồi giống như mình hay bị ám ảnh ấy, cái chuyện mà giống như nó đang nằm vậy, có khi nào cái mền nó chùm nó ngọt thở không? Rồi hay là đúng cái tay nó bị cái gì hay nó sao không? Mình cứ nhìn nó hoài à. Nhưng mà lúc đó có ai phụ em không? Lúc đó thì cũng có người phụ, với mẹ, với lại giúp việc thì chỉ có giặt giũ thôi. Rửa bình sữa em còn không cho ai đụng rửa, có em sợ rửa không sạch. Mình là cái người lo đến mức mà mình triệt tiêu luôn cái sự giúp đỡ của người khác, chứ thiệt ra không phải là mình cô đúng đơn rồi. Một mình đúng không? Nhưng mà mới biết mình bị cái gì á. Đúng rồi. Giống như mình muốn nói thôi mọi người cứ tránh ra khỏi cái phòng này. Trong cái phòng này là của phạm vi của mình. Mình sẽ quản lý hết tất cả mọi thứ. Mặc dù mẹ nói là mới sanh xong đừng có nhúng tay vô nước nhiều quá, mà cứ sợ người ta rửa không có sạch, rồi mình ta trụng nước không kỹ, mấy cái bình rồi mấy cái núm rồi mấy cái này cái kia, mình cứ ôm đồm. Ngay cả ba của Will nữa, mình cứ lúc nào cũng cằn nhằn càm đàm, mình cứ sợ người ta ẩm không được, mình cứ sợ cho bú không đủ, giống như cứ vậy đó. Lúc nào mình sợ. Đều không hài lòng trên mọi cái mà người ta dành cho em bé, cho nên đưa đây tôi tự làm hết. Rồi có trầm cảm không chị? Thì cái đó chắc thì đó là trầm cảm. Không phải là như vậy rồi có trầm cảm không chị? Đó là trầm cảm. Đó là trầm cảm. Nhưng mà lúc mình không có biết. Lúc đó nha, mà ai mà can thiệp kêu, giống như người ta nhìn ra vấn đề của mình, cái người ta giảm cái sự lo lắng của mình xuống bằng cách là thôi nằm nghỉ đi để tôi lo cho. Mình lại càng chiến đấu kinh dị hơn nữa, và đó càng leo thang. Thật ra chị Linh là một trong những người mẹ nuôi con cực kỳ giỏi. Lan xin xác nhận điều đó. Là bởi vì á, cái quá trình mà Lan có bầu rồi Lan sanh Louis á, mỗi lần mà trải qua một cái biến cố, những cái giai đoạn ví dụ như là Wonder Week đồ này nọ, thì Lan đều hỏi chị Linh. Chị Linh cho Will ăn rất giỏi, tập cho Will ăn xuất sắc luôn. Will là ăn, nói chung là ăn thô rất là giỏi luôn, và em luôn ngưỡng mộ về cái điều đó. Em nói luôn đi, có cái bí quyết nào không, hay là bản thân Will nó như vậy để giải tỏa nỗi lo cho các bà mẹ khác? Các bà mẹ khác hay bị một cái nỗi lo gì là mình chưa đủ tốt như một bà mẹ nào đó. Quan trọng cái thời kỳ bắt đầu con mình nó tập làm quen với lại cái việc ăn dặm, và mình tạo thói quen cho nó. Lúc mà cái thời gian Will ăn dặm là em sẽ đọc 3 cái phương pháp luôn, giống như phương pháp của Nhật hay phương pháp của Mỹ là baby bé tự chỉ huy đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi của Việt Nam. Đó thì mình sẽ coi coi con mình nó hợp với cái nào. Đúng. Thì mình sẽ biết được cái tính cách của nó thì mình áp dụng vô, chứ bây giờ mình không thể nào mà mình lúc đó em cũng bị giống vậy, thấy con người ta vậy và mình cũng sẽ nghĩ là con mình nó sẽ cũng sẽ làm được như vậy. Cái căn bản đầu tiên là đúng như Linh nói, là mình chuẩn bị về kiến thức để mình là cái người bày biện. Tại vì trẻ không thể nào dỗ dỗ mẹ cho con ăn theo đúng kiểu rồi. Bé tự chỉ huy làm gì đúng có rồi. Gì đó. Mình với cái kiến thức của mình sẽ phải hiểu được nhiều cách. Nhưng cuối cùng cái kết quả nó như thế nào, chúng ta phải quan sát cái phản ứng của đứa trẻ. Bởi vì mỗi đứa trẻ là một cá thể tâm lý rất là biệt lập,
không giống một đứa trẻ nào. Và chính đứa trẻ sẽ cho chúng ta một cái thông tin cụ thể và hiệu quả nhất là cuối cùng thì cái nào là hợp với con, thì từ đó mới vui cả mẹ lẫn con. Thời điểm đó em thấy Will ăn rất là giỏi, ăn thô rất là giỏi. Em cũng muốn cho Louis như vậy, nhưng rõ ràng con em nó không phản ứng được những việc nó đó. Nó lại tiếp nhận theo kiểu khác. Dạ, nó tiếp nhận theo kiểu khác, tức là sau khi bạn qua thôi nôi, bạn mới có thể ăn. Bắt đầu là đúng rồi, mới bắt đầu có thể ăn giỏi được như Will. Đúng rồi. Dạ. Đúng là mỗi một đứa bé nó sẽ là một cái phản ứng khác nhau. Ví dụ như con nhà chị ăn chậm, ăn cá khô đó các bạn, nhưng mà thịt thì không ăn. Cho nên là cuối cùng thì chúng ta không cần phải quá căng thẳng và mặc định rằng như vậy là con tôi có vấn đề hay là tôi có vấn đề. Bây giờ thì thời buổi này thì cả cha lẫn mẹ thì đều thương con như nhau. Mình đừng có bị stress và căng thẳng quá. Và tất cả mình cứ xem nhẹ. Khó lắm. Khó lắm. Bà đang nhắn đó bà Lan. Không, cố gắng. Tại vì chính khi mình căng thẳng á, mình sẽ làm cho con mình căng thẳng. Đúng mà mình rồi. Không giải quyết được cái công việc đó. Cái điều quan trọng là cái kiến thức mình nên đọc, mình nên tìm hiểu. Kiến thức của bà mẹ khi mang bầu, con sanh ra mỗi tháng nó có sự thay đổi như thế nào để mình chuẩn bị tâm lý trước, mình không phải lo lắng. Mọi thứ nó phải được dựa trên nền tảng của nhận thức đúng. Dạ. Như vậy thì các bà mẹ sẽ phải chuẩn bị cái giai đoạn nhận thức đúng để sau đó mình bình tâm, mình đón nhận cái giai đoạn ở phía sau khi mà nó diễn biến trong thực tế trên con mình như thế nào. Xin được cảm ơn chia sẻ của chị Tonya cũng như là những kiến thức mà chị Tonya đã gửi đến chương trình, và cũng như là cảm ơn câu chuyện của chị Dương Cẩm Linh. Chương trình xin được gửi tặng chị quà tặng